Chào mừng bạn đã đến với series video Thiền chữa lành, cân bằng và kích hoạt 7 luân xa. Đây là video thứ 5. Tôi hướng dẫn bạn cách làm sạch trung tâm năng lượng số 5 trên cơ thể của bạn, giúp bạn chữa lành, cân bằng và kích hoạt luân xa cổ họng, cải thiện giọng nói, tự tin thể hiện bản thân một cách trung thực, cởi mở và tràn đầy yêu thương, khơi thông sức mạnh giao tiếp và khả năng thấu cảm bên trong bạn. Luân xa 5, luân xa cổ họng, ở vị trí huyệt đại trùy, đốt sống số 7 ngang điểm giao xương quai xanh, có tên gọi là Vishuddha, có nghĩa là đặc biệt tinh khiết trong tiếng Phạn, và mang phẩm chất bình an. Luân xa 5 là sự mở rộng, nó hiện diện giữa những tế bào trong cơ thể, trong bản thể sâu xa và trong vô tận. Hình tượng hóa bằng một đóa sen có 16 cánh màu xanh da trời. Bên trong là tam giác quay xuống. Trong tam giác có hình tròn tượng trưng trăng tròn với ý nghĩa là thanh lọc. Trung tâm năng lượng số 5 ảnh hưởng tới mọi thứ liên quan tới giao tiếp. Nó có thể tác động đến cảm xúc trung thực của bạn, cách bạn xử lý xung đột hoặc đối diện với xung đột, chất lượng của các mối quan hệ của bạn, khả năng được lắng nghe và thấu cảm của bạn, nhận thức về nhu cầu của bạn. Khi luân xa cổ họng mất cân bằng, bạn có thể gặp phải các triệu chứng như viêm họng, cứng hàm, cổ cứng đờ và nhức đầu. Bạn có thể hay nói dối, sợ hãi, nghi ngờ ý đồ của người khác, hoặc thấy mình nói lắp, nói thiếu từ. Bạn có thể cảm thấy mình bị cô lập và dễ bị hiểu lầm. Khi luân xa cổ họng cân bằng, chúng ta có thể thể hiện những gì mình suy nghĩ và cảm nhận. Chúng ta có thể truyền đạt ý tưởng, niềm tin và cảm xúc. Khi luân xa cổ cân bằng và mở ra, ta có thể mang sự thật của mình hiển lộ ra thế giới. Luân xa cổ cân bằng đồng nghĩa với việc dòng chảy năng lượng trong cơ thể và tinh thần của mình được lưu thông dễ dàng. Năng lượng phóng lên từ luân xa xương cùng thông qua luân xa đám rối thần kinh mặt trời có thể tiếp tục con đường của nó, mang theo khả năng thể hiện sự tự do, những giá trị và nhu cầu cá nhân trong dòng chảy năng lượng đó. Bây giờ, chúng ta cùng đến với bài thiền chữa lành và kích hoạt trung tâm năng lượng số 5, luân xa cổ họng của bạn. Bạn hãy chọn cho mình một không gian yên tĩnh. Hãy ngồi thẳng lưng trong một tư thế thoải mái nhất. Hai tay thủ ấn Chimura đặt nhẹ nhàng trên đầu gối hoặc hai bàn tay xếp chồng lên nhau, lòng bàn tay hướng lên trên, hai ngón tay cái khẽ chạm nhau, khóa toàn bộ năng lượng lại. Chúng ta cùng bắt đầu với phương pháp thở đại dương. Bạn hãy cúi đầu và hạ cằm xuống thấp
để cơ cổ của bạn hẹp lại. Hãy hít vào một hơi thật sâu. Và khi thở ra, bạn có thể lắng nghe tiếng rì rào như sóng biển từ cổ họng của bạn. Hãy tập trung lắng nghe tiếng thở ra dài hơn và rõ hơn. Hít vào. Và thở ra. Bạn đẩy hơi thở đi xa và lắng nghe rõ ràng hơi thở ra của mình. Hãy tiếp tục hít sâu, từ từ phình căng căng cơ bụng. Nhẹ nhàng thở ra, ta ý thức để nghe thấy tiếng thở va vào phần cổ họng rì rào như tiếng sóng biển. Ta cảm nhận được sự lưu thông của dòng khí và vững vàng nơi cơ thể của bạn. Hãy tiếp tục hít vào. Và từ từ thở ra. Hãy tiếp tục duy trì hơi hít vào và thở ra của bạn thêm vài nhịp thở nữa. Phép hít thở đại dương giúp bạn massage phần cổ họng, lưu thông tắc nghẽn tại nơi luân xa nằm của bạn và cho phép bạn đi sâu vào trạng thái tĩnh lặng. Hít vào từ từ vào mũi. Và khi thở ra, bạn cho phép bản thân tập trung hơn vào hơi thở của mình trong vài giây, rồi từ từ trở về với nhịp thở bình thường. Với mỗi hơi thở ra, bạn hãy cho phép bản thân của mình được thư giãn và thư giãn hơn nữa. Giờ đây, ta cho phép mình được thanh tẩy và chữa lành những ký ức sâu thẳm bên trong ta, tạo tác ra thực tại này, cảm xúc này, con người này và mọi sự tắc nghẽn tại luân xa cổ họng của bạn sẽ được chữa lành với tình yêu thương thuần khiết từ vũ trụ. Hỡi siêu nhiên siêu thức, xin hãy xem xét cội nguồn của những cảm xúc, suy nghĩ và thực tại này của con. Sự khó khăn khi giao tiếp và thiếu tự tin khi truyền đạt ý tưởng. Bất kỳ một sự tắc nghẽn nào bên trong khiến con gặp khó khăn trong việc chia sẻ cảm xúc, suy nghĩ với người khác
và nói lên sự thật. Những tổn thương sâu thẳm trong tiềm thức khiến con không được thừa nhận, được lắng nghe, thấu cảm và khiến con không chấp nhận được chính mình và người khác. Xin người hãy tìm ra những chương trình sâu thẳm nhất trong con đã tạo tác nên thực tại này. Xin người hãy giúp con có giải pháp hoàn hảo nhất, nguyện theo thiên ý của người. Xin người hãy chữa lành tất cả những mối liên kết của con, của tổ tiên con nhiều đời nhiều kiếp, từ khởi thủy sáng tạo có liên quan đến sự việc này. Nguyện xin người hãy chữa lành để con được sống trong giây phút hiện tại và được dẫn dắt bởi ánh sáng và tình yêu thương vô điều kiện và sự bình an của người. Con nguyện xin sự tha thứ cho những chương trình sai lầm của con. Nguyện sự tha thứ cho tất cả những người, nơi chốn và những hoàn cảnh, sự kiện đã tạo tác nên những cảm xúc và suy nghĩ này. Tôi yêu thương, chấp nhận và tha thứ vô điều kiện cho chính mình. Tôi yêu thương, chấp nhận và tha thứ vô điều kiện cho tất cả mọi người. Tôi tin tưởng sẽ được chữa lành, sẽ nhận được những điều tốt đẹp. Tôi xin lỗi bạn, xin hãy tha thứ cho tôi. Tôi cảm ơn bạn, thương lắm. Tôi yêu thương, chấp nhận và tha thứ vô điều kiện cho chính mình. Tôi yêu thương, chấp nhận và tha thứ vô điều kiện cho tất cả mọi người. Tôi tin tưởng sẽ được chữa lành, sẽ nhận được những điều tốt đẹp. Tôi xin lỗi bạn, xin hãy tha thứ cho tôi. Tôi cảm ơn bạn, thương lắm. Tôi yêu thương, chấp nhận và tha thứ vô điều kiện cho chính mình. Tôi yêu thương, chấp nhận và tha thứ vô điều kiện cho tất cả mọi người. Tôi tin tưởng sẽ được chữa lành, sẽ nhận được những điều tốt đẹp. Tôi xin lỗi bạn, xin hãy tha thứ cho tôi. Tôi cảm ơn bạn, thương lắm. Bạn tiếp tục quay trở lại với hơi hít thở của mình. Bạn cho phép sự thật tuôn chảy trong bạn một cách tự nhiên, đầy mạnh mẽ. Bạn ý thức rõ ràng hơn, sự chính trực là một điều thật đẹp đẽ và tuyệt vời trong cuộc sống này. Hãy để cơ thể của bạn được hoàn toàn thả lỏng và thư giãn. Hoàn toàn thả mình vào khoảnh khắc của hiện tại, vào trong không gian hiện tại. Cho phép trọng lực hút bạn mạnh hơn, kết nối bạn chắc chắn hơn tại vị trí ngồi của bạn. Bạn hoàn toàn thả lỏng và thư giãn tại thời điểm này. Bây giờ, bạn hãy hình dung có một quả cầu ánh sáng màu xanh da trời bao quanh khu vực luân xà cổ họng của bạn.
Quả cầu này giúp bạn kích hoạt quy trình chữa lành những tổn thương và những tắc nghẽn năng lượng tại nơi đây. Hãy hình dung quả cầu mang ánh sáng màu xanh da trời đang bao bọc xung quanh khu vực trung tâm năng lượng số 5 của bạn. Hãy cảm nhận sự rung động cũng như những cảm giác ngay tại khu vực này. Hãy thả lỏng và cảm nhận sự rung động của luân xa 5. Bạn thấy ánh sáng từ quả cầu càng ngày càng phát sáng rộng hơn. Ánh sáng màu xanh đang lan tỏa khắp xung quanh khu vực căn phòng của bạn. Ánh sáng màu xanh dương tiếp tục lan tỏa rộng hơn nữa khu vực nơi bạn đang sinh sống. Và quả cầu ánh sáng màu xanh đang tiếp tục lan rộng hơn nữa. Hãy cảm nhận luân xa 5 có liên hệ với năng lượng ánh sáng màu xanh dương. Và giờ đây chúng ta hãy cùng nhau tụng mantra hum để âm thanh này thẩm thấu vào sâu bên trong bạn, để sự rung động này kích hoạt cho luân xa 5, giải phóng tất cả những tắc nghẽn tại nơi đây. Bây giờ hãy bắt đầu cùng tôi tụng mantra hum.
hâm. 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 Bạn sẽ trở nên cởi mở, thành thật và rõ ràng hơn trong việc giao tiếp. Bạn cũng có thể biểu lộ suy nghĩ, cảm xúc của mình một cách dễ dàng khi cân bằng lân xa số 5. Bạn sẽ an toàn khi nói ra sự thật với chính mình. Bạn không sợ hãi khi thể hiện bản thân thông qua lời nói, câu chữ. Bạn luôn luôn an toàn khi thể hiện chính bản thân mình ra thế giới bên ngoài. Thông qua đó, bạn nuôi dưỡng tâm hồn của mình với sự chính trực và lòng yêu thương thuần khiết. Bạn chia sẻ kinh nghiệm trí tuệ, lòng biết ơn của mình tới những người bạn xung quanh bằng giọng nói tuyệt vời của mình. Bạn biết bản chất thực sự của mình là người có chính kiến rõ ràng. Khi bạn đưa ra thông điệp cũng như lời nói của mình tới những người xung quanh, bạn nói ra sự thật mọi lúc, mọi nơi và trong mọi thời điểm. Mọi người đều biết bạn là ai và họ đều hiểu dễ dàng những lời mà bạn đang nói. Bạn cảm thấy thật dễ dàng khi nói ra mọi điều trong suy nghĩ của mình. Nếu bạn cảm thấy khó khăn, hãy hát lên hoặc tụng âm ham để giải phóng những sự tắc nghẽn tại khu vực cổ họng của bạn. Bạn an toàn khi bạn nói ra. Bạn an toàn cất lên tiếng nói của chính mình. Giao tiếp trở nên dễ dàng hơn đối với bạn. Bạn cởi mở, chân thành và rõ ràng. Bây giờ, hãy cùng tôi lặp lại những câu khẳng định này và nói với bản thân mình hàng ngày.
Chúng ta cùng đọc 3 lần và hãy nói to hơn và rõ ràng. Tôi cởi mở, trung thực và rõ ràng. Tất cả mọi điều tôi nói ra đều là sự thật. Tôi cởi mở, trung thực và rõ ràng. Tất cả mọi điều tôi nói ra đều là sự thật. Tôi cởi mở, trung thực và rõ ràng. Tất cả mọi điều tôi nói ra đều là sự thật. Mọi người đều hiểu chính xác những gì tôi nói và dễ dàng nhận ra tôi là ai và những điều mà tôi muốn trao truyền. Mọi người đều hiểu chính xác những gì tôi nói và dễ dàng nhận ra tôi là ai và những điều mà tôi muốn trao truyền. Mọi người đều hiểu chính xác những gì tôi nói và dễ dàng nhận ra tôi là ai và những điều mà tôi muốn trao truyền. Tôi yêu thích thể hiện bản thân mình. Tôi thích giao tiếp với người khác thông qua tất cả các công cụ. Tôi yêu thích thể hiện bản thân mình. Tôi thích giao tiếp với người khác thông qua tất cả các công cụ. Tôi yêu thích thể hiện bản thân mình. Tôi thích giao tiếp với người khác thông qua tất cả các công cụ. Tôi thích trò chuyện. Tôi yêu giọng nói của chính mình. Giọng nói của tôi, ngôn từ của tôi có sức mạnh chữa lành. Tôi thích trò chuyện. Tôi yêu giọng nói của chính mình. Giọng nói của tôi, ngôn từ của tôi có sức mạnh chữa lành. Tôi thích trò chuyện. Tôi yêu giọng nói của chính mình. Giọng nói của tôi, ngôn từ của tôi có sức mạnh chữa lành. Tôi thể hiện sức mạnh lân xa cổ họng, sức mạnh của lời nói và ngôn từ của mình một cách cởi mở và đầy tình yêu thương. Tôi thể hiện sức mạnh lân xa cổ họng, sức mạnh của lời nói và ngôn từ của mình một cách cởi mở và đầy tình yêu thương. Tôi thể hiện sức mạnh lân xa cổ họng, sức mạnh của lời nói và ngôn từ của mình một cách cởi mở và đầy tình yêu thương. Tôi yêu thích giao tiếp và thể hiện bản thân mình. Tôi yêu thích giao tiếp và thể hiện bản thân mình.
Tôi yêu thích giao tiếp và thể hiện bản thân mình. Tôi có một ý chí mạnh mẽ và tôi có thể vượt qua mọi thử thách. Tôi có một ý chí mạnh mẽ và tôi có thể vượt qua mọi thử thách. Tôi có một ý chí mạnh mẽ và tôi có thể vượt qua mọi thử thách. Tôi sống một cuộc đời chính trực và minh bạch. Tôi sống một cuộc đời chính trực và minh bạch. Tôi sống một cuộc đời chính trực và minh bạch. Tôi biết bản chất chân thực của mình và hoàn toàn kết nối với thân, tâm, trí của mình trong mọi khoảnh khắc. Tôi biết bản chất chân thực của mình và hoàn toàn kết nối với thân, tâm, trí của mình trong mọi khoảnh khắc. Tôi biết bản chất chân thực của mình và hoàn toàn kết nối với thân, tâm, trí của mình trong mọi khoảnh khắc. Tôi nói ra sự thật của chính mình. Tôi sống thật với bản chất của chính mình. Tôi nói ra sự thật của chính mình. Tôi sống thật với bản chất của chính mình. Tôi nói ra sự thật của chính mình. Tôi sống thật với bản. Tôi đưa sự thật tới tất cả mọi người. Tôi đưa sự thật tới tất cả mọi người. Tôi đưa sự thật tới tất cả mọi người. Hãy để những lời khẳng định này được thẩm thấu và in sâu vào trong tiềm thức của bạn. Hãy đọc những lời khẳng định này hàng ngày hoặc bất cứ khi nào bạn lắng nghe bản thân mình và biết rằng bạn luôn luôn an toàn khi bạn nói ra sự thật. Bạn luôn được yêu thương và sống thật với chính mình. Bạn luôn luôn an toàn và được bảo vệ. Khi bạn sống thật với chính mình, hãy để luân xa cổ họng của mình được mở rộng hơn nữa, giải phóng tất cả những tắc nghẽn nào còn tồn đọng. Hãy cho phép luân xa cổ họng của bạn được giải phóng và cân bằng. Kể từ lúc này, hãy nhớ bạn sống thật với bản thân mình. Bạn chỉ nói ra sự thật và bạn biết rằng bạn luôn luôn an toàn khi bạn nói ra sự thật.
hãy uống nước và làm ấm cổ họng của bạn bất kỳ khi nào bạn cần. Hãy cho phép nguồn năng lượng mang ánh sáng màu xanh giải phóng toàn bộ mọi tắc nghẽn còn lại trong luân xa cổ họng của bạn. Lúc này đây, bạn hãy hít vào một hơi thật sâu và giữ lại vài nhịp. 3, 2, 1 và từ từ thở ra thật chậm, thật nhẹ nhàng. Hãy cho phép nguồn năng lượng yêu thương từ vũ trụ nuôi dưỡng trung tâm năng lượng số 5. Cho phép bản thân bạn được sống thật với chính mình. Cho phép linh hồn của bạn được bộc lộ. Hãy để những ánh sáng bên trong bạn được hé lộ và tỏa sáng. Hãy xua đi những năng lượng tối tăm, mịt mù đang vây bám lấy bạn. Thả lỏng toàn bộ cơ thể của mình và cho phép mình được đắm chìm trong sự tĩnh lặng.
hãy thực hành bài thiền chữa lành lân xa năm thường xuyên, hoặc bất kỳ khi nào bạn cảm thấy khó bày tỏ quan điểm cá nhân và bộc lộ cảm xúc với chính mình hoặc với người khác. Hãy cho phép bản thân được giải phóng khỏi những tắc nghẽn mà bạn vô tình hay cố ý tạo ra. Hãy học cách chân thành với bản thân mình, học cách nói ra những điều mà bạn nghĩ hay trao gửi yêu thương tới người khác bằng lời nói ái ngữ của chính mình. Tôi cảm ơn bạn đã lắng nghe bài thiền này. Tôi yêu thương bạn và gửi tới bạn thật nhiều niệm lành, an yên và hạnh phúc. Thương lắm, thương lắm, thương lắm. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn bạn.